dịch bệnh COVID-19 diễn ra trên quy mô toàn cầu. Song đây cũng là khoảng thời gian đặc biệt khi chúng ta chứng kiến sức sống mãnh liệt của hàng Việt và vai trò vô cùng quan trọng của thị trường trong nước đối với nền kinh tế Việt Nam. Khi thế giới phải phong tỏa vì dịch bệnh, nguồn cung và nhu cầu bị gián đoạn, nhiều chỉ số kinh tế sụt giảm so với cùng kỳ, thì bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam nổi lên như là một bức tường thành vững chắc, bảo vệ kinh tế Việt Nam khỏi những biến động từ bên ngoài. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm tuy giảm 1,78% so với cùng kỳ năm 2019 do các dịch vụ về du lịch, hàng không trên toàn cầu bị đình trệ, nhưng doanh thu bán lẻ hàng hóa vẫn tăng 3,4% so với cùng kỳ.